Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn và ngay sau đây sẽ là những tin tức thú vị có trong ngày. Mặc dù mới là single mở đường cho full album chuẩn bị được ra mắt vào tháng 9 năm nay, nhưng How You Like That đã đạt được những thành tích cực khủng khiếp không ai có thể tưởng tượng được. Được thả xích vào 16 giờ ngày 26 tháng 6 giờ Việt Nam, MV How You Like That đã chạm được những kỷ lục mà chưa có nhóm nhạc K-pop nào thực hiện được. Riêng mảng YouTube đã chính thức vượt mặt BTS để trở thành nhóm nhạc sở hữu số lượt xem cao nhất trên thế giới trong ngày đầu tiên ra mắt. Bên cạnh đó thì trên các mặt trận bảng xếp hạng trong và ngoài nước cùng nhiều nền tảng nghe nhạc khác, bốn cô gái cũng càn quét không thương tiếc. Nữ hoàng YouTube Blackpink tiếp tục khẳng định vị thế nữ hoàng YouTube. How You Like That là sản phẩm em út của Blackpink nhưng đã đạt được thành tích mà các đàn chị như Ddu-Du Ddu-Du hay là Kill This Love còn chưa với tới được. Tổng số lượt xem hiển thị sau 24 giờ đầu của MV How You Like That là 82.377.522 lượt xem. Chính thức trở thành nhóm nhạc đầu tiên trên thế giới đạt con số vô cùng ấn tượng này. Trước đó thì khoảng 13 giờ 30 ngày 27 tháng 6, lượt xem hiển thị của MV này đã cán mốc 75 triệu, vượt mặt MV có lượt xem 24 giờ cao nhất của BTS là Boy With Luv, được YouTube ghi nhận là 74,6 triệu lượt xem. Không chỉ lượt xem khủng, số lượng tài khoản nhấn like video này của Blackpink đạt 5,8 triệu, đặc biệt là How You Like That cũng lọt top trending của 83 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. MV này cũng chiếm trệ ở vị trí top 1 trending tại Việt Nam. Theo những thông tin được công bố thì số lượng người xem công chiếu MV How You Like That cũng đạt đến con số vô tiền khoáng hậu là 1,6 triệu người cùng xem trực tuyến. Chính thức đè bẹp đàn anh BTS với MV On ra mắt vào tháng 2 năm nay, ghi nhận là 1,5 triệu lượt người xem trực tuyến. Chưa dừng lại ở đó thì các Blink liên tục ăn mừng chiến thắng vì kênh YouTube của bốn cô gái Hắc Hương cũng tăng số lượt đăng ký đáng kể. Con số hiển thị hiện tại là 39,1 triệu lượt đăng ký. Thành tích này đã giúp Blackpink trở thành nhóm nữ nghệ sĩ nữ sở hữu tài khoản YouTube có lượng đăng ký cao thứ hai trên thế giới. Càn quét các bảng xếp hạng nhà số tại quê nhà Hàn Quốc. Tại trang nghe nhạc trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc Melon, ca khúc How You Like That nhảy thẳng lên vị trí số 1 ngay khi mới ra mắt chưa đầy 1 tiếng và đây cũng là bài hát duy nhất của nhóm nữ K-pop làm được điều này trong năm 2020. Blackpink đồng thời cũng được ghi nhận là nhóm nhạc đầu tiên đạt được vị trí số 1 hạng mục Daily Chart của Melon trong năm nay. Ngoài thứ hạng Melon thì bốn cô nàng nhà YG lại tiếp tục khiến fan nở mũi với thành tích khủng thể hiện qua số lượt người nghe độc nhất. Các bảng xếp hạng nước ngoài cũng đỉnh không kém. Tưởng chừng đứng đầu iTunes 63 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới với ca khúc Sour Candy được phát hành trước đó đã là quá dễ sợ, nhưng không, How You Like That thậm chí còn nhỉnh hơn với con số là 64, giúp Blackpink trở thành nhóm nữ đứng đầu iTunes nhiều nhất trên toàn thế giới. Trong một diễn biến khác thì tại trang nghe nhạc trực tuyến lớn nhất Nhật Bản là Line Music, Blackpink cũng chính thức sôi đổ BTS, đối thủ đáng gờm nhất với ca khúc Stay Gone, để đạt được hạng nhất. Tại Trung Quốc thì How You Like That nhận được 2 chứng nhận bạch kim trên trang nghe nhạc QQ Music. Hắc Hương cũng chính là nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử đạt được thành tích khủng trên trang nghe nhạc khó tính này. Blackpink phủ sóng mạng xã hội thế giới. Từ Twitter, Facebook, Instagram, tất cả các trang mạng xã hội trên khắp thế giới đầy ắp những hashtag từ khóa liên quan đến Blackpink và bài hát How You Like That. Vừa ra mắt thì hashtag How You Like That cũng giành luôn vị trí số 1 trending toàn thế giới. Bấy nhiêu đó thành tích được tổng hợp sau 24 giờ đầu phát hành MV, Blackpink đã và đang khẳng định vị thế lớn của mình trên thị trường K-pop nói riêng và âm nhạc thế giới nói chung. Chỉ mới là single mở đường mà đã đạt được những điều khủng khiếp đến vậy, cư dân mạng đang tự đặt dấu chấm hỏi. Không biết Blackpink sẽ còn bay cao bay xa như thế nào nữa khi tung full album vào tháng 9 sắp tới. Chúc mừng Blackpink và Blink với thành tích vô tiền khoáng hậu một cách xuất sắc. Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Top Sao Hàn và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.